If you home back, say, yeah, if you say hi, say hi, đi con. Hi. Đi, say hi, đi. Hi. Giỏi, if you giỏi quá, đi về quá. Ôi dồi ôi, dính vô mắt ba rồi. Oh. Oh, oh, oh. Hi, baby. If you mới tắm xong hả? Bị ăn cái gì đó? Con ăn gì đó con? Quất hả? Đây có chả cắp cho nha. Rồi, ok. Được rồi, lấy cho. Dạ. Của con nè. Rồi, qua đợt con đâu? Qua đợt bé đâu? Bạn với, cho bạn với. Yes. Cho bạn với. No. Ok. Vậy con ăn hết nha. Bà không có dành ăn với con đâu. Ok. Ba miếng đây. Cho ba miếng đi. Please. Ok. Con hóm quá. Vì ơi, con hóm quá đi. Mà cho ba miếng đi, mà ba mua cho, mà mua đồ chơi cho con nha. Yes. Cho ba miếng đi. Đi về. Bà đi đó nha. Bà đi Costco nha. Bye bye. Bà đi nha. Oh, ok. Rồi đấy với con nha. Rồi bắt cho con miếng, cho ba miếng đi. Mom mom. Please. Cho ba miếng đi. Nè, lấy giấy lòng, lau miệng đi con. Bỏ đây nó bẩn đó con, để ba lau cái bàn đó. Ok. Rồi. Ba đút ba miếng đi. Rồi, lấy giấy cho bà. Đây, lấy giấy cho bà. Đây, lấy giấy cho bà. Chùi cái đi. Rồi, ok. Để đây qua đây. Để qua đây nha. Quýt hả? Con ăn quýt ngọt không? Wow, so good. Cho ba miếng đi. Mâm mâm. Cho ba miếng đi rồi lát đó mà. Yes. Yes. Cho ba miếng. Ba thèm quá nè. Cho ba miếng. Để ba lấy đây cho. Để ba lấy cho cho. Bà lấy ra nha. Nha, bà lấy nha. Ngon quá. Bà lấy ra rồi nè. Con không thích mà. Con không thích cái sớ mà. Ô, con lè. Sao con lè ra? Ok, đợi ba chút. Ăn khôn lắm, có cái sớ mà thôi nó cũng không ăn đâu nè, phải lấy ra. Hết rồi con ơi, nè con ăn đi hết rồi, bà lấy ra hết rồi. Các bạn thấy không? Một chút xíu thôi là nó không ăn đâu. Quýt này mình mua ngoài chợ Việt Nam á, bao ngọt luôn các bạn. Phải như vậy nè, đó. Còn như vậy là không ăn nha. Ăn nhưng mà lè. Nuôi con ở Mỹ cực lắm, cực hơn nuôi Việt Nam rất nhiều. Tốn kém nữa. Ở Việt Nam à, cơm rất cũng ăn rồi đó. Bên này thôi nhỉ. À, ba, con không ăn hả? Nè, ba lột ra cho. Nè. No. Nè, nè, của con nè. Nè. Con ăn bạn hết đó nha. Yes, bạn hết nha.
Ngày hôm qua bên mình có mưa đá luôn á, rớt xuống còn có 35 độ, à, rất là lạnh, sáng đóng băng luôn mà. Đó, bé này nó ăn độ chua dữ lắm nha các bạn, cực đỉnh luôn á, nước cam hay là cam gì đó mà chua lèo đâu đó, nó ăn không có xi nhê. Ăn đi con, ăn đi, đào ba đúc nữa nè. Nè, nè, đó, cái này ngon nè, cái này hết sớ rồi nè. Nè, ăn đi không, bà ăn hết á. Ok. Ôi ôi, có chút xíu thôi mà. Ok, nhả ra đi. Rồi, ăn cái mới nha. Bố bóc mà bố con cũng thèm chảy nước miếng mà nó không cho ăn. Hóm lắm, vừa hóm vừa giữ của nó chứ. Nè, đi về. Cho ba miếng nha. Yes, ba nha. Yes, no. Yes, ba nha. Yes. Thank you. Wow, cho ba nha. Yes. Để ba lột cho. Ba lấy hộp, ba lấy cái vỏ, lấy sớ ra cho con nha. Người yêu ba nè. Nha. Hết rồi nè. Rồi, ok, con ăn đi. Ba nửa con nửa nha. Nè. Lấy giấy cho. Bên em dưới cho nó khỏi chạy nha. Nè. Này Ivy. Ivy say hi đi. Ba cái này đi. Ivy. Ivy kiss ba. Kiss daddy. Ivy kiss daddy. Yes. Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi rồi coi, có uống nước không? Water? Yes. Còn uống nước không? Đợi chút, bà lấy cho. Còn nó đi, water. Để ba đậu, ba bóc hết luôn đi, rồi con đi, ba đi lấy cho nha. Ok. Nè. Cái này chắc nó sớ này nó dính cổ đó các bạn, cho nên là nít nó không thích. Mình người lớn mình là nuốt tận luôn chứ nít mà nó dễ bị mắc cũng không. Nè con, nè, hiền. Nè ăn đi, có hiền. Ivy. Có hiền baby. Ở Mỹ khác Việt Nam đâu và các bạn. Bố ăn rác, ăn vỏ. Còn con thì ăn thịt. Rồi, ok. Ăn hết của nó, hồi nó lăn là nó khóc chết. Rồi, hết rồi đó. Ok, rồi ăn đi. Ivy say hi đi. Ivy. Con say hi đi kìa. Ivy. Con say hi đi, con say hi mọi người đi. Hi. Giỏi quá, bị gió đi, low kiss, low kiss. Ivy. Bị gió, low kiss. Low kiss. Nè con. Oh,
Cho ba ăn với. Ba. Ba đi nha. Ba đi nha. Yes. Ba đi nha. Bye bye.